Ok. Hôm nay mình hướng dẫn mọi người làm gỏi thái tại nhà mà không cần phải cầu kỳ như trên mấy cái clip mà bên Thái người ta làm á. Làm đơn giản thôi, nhà mình thích ăn cái gì mình làm đó. Thì có tỏi, làm tỏi hơi nhiều một xíu ha, làm tỏi khoảng nửa củ tỏi ha, nửa củ, nhưng mà nửa củ tỏi với trên với nếu mà là một trái đu đủ thì khoảng một củ tỏi, nửa trái đu đủ thôi thì khoảng nửa củ tỏi là vừa ha, nửa củ tỏi với khoảng 15 trái ớt đỏ với 10 trái ớt xanh, 5 trái ớt hiểm với 10 trái ớt xanh. Và sẽ nói chung là dành cho người ăn cay vậy đó, còn muốn cay hơn thì bỏ cứ bỏ ớt thêm thôi, còn muốn ăn cay thì bỏ ớt hết lại. Nhưng mà gỏi Thái là phải cay mới ngon, phải biết ai biết ăn cay mới ngon. Như vậy nó nhanh, tỏi nó nhanh. Tại mình thích ăn tỏi nên mình bỏ tỏi nhiều. Bạn nào muốn ăn tỏi thì bỏ tỏi ít thôi. Bữa nay ăn dốc. Xong cái hỗn hợp này, bỏ vô cái nồi đó. Tại vì nhiều lắm, không thể nào mà bỏ vô cái trời gì, cái gì nhỏ nhỏ đó, cái gì mà bằng cổ. Xong mà đường đây, đường thì bạn dùng được cắt trắng hay được cắt vàng thì cũng được. Mình dùng muỗng này nhỏ, muỗng cà phê xíu, muỗng nhỏ lắm thì khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đi, 10 muỗng này. 10 muỗng cà phê cũng được, 10 muỗng cà phê nhưng mà đừng có, bạn đừng có để dung quá. Bột ngọt, bột ngọt mình cho khoảng 2 muỗng đi ha, 2 hoặc 3 cũng được. Đó, xong cái hỗn hợp này. Xoài, bào. Xoài thì bạn mua xoài keo ngon hơn, mọi người mua xoài keo ngon hơn. Đu đủ thì đu đủ phải bắt buộc phải sống nha, sống cũng được, không cần mấy cái vàng vàng này đâu. Hôm nay mua trúng trái này nó hơi vàng vàng, càng sống càng tốt. Và giờ mình bào qua cái này trước nha. Giờ dùng cái bằng bào. Cái này trước nha. Bào ra xài cái này đu đủ, xài đu đủ xong thì mình sẽ làm ốc ha. Sau khi đâm xong cái hỗn hợp tỏi ớt đường ngọt này kia ha, bắt đầu mình làm, bỏ gỏi vô nè, bỏ xoài đu đủ. Đủ đủ. Đó. Xong cứ dặm á. Giống ở trong cái giống ở bên Thái người ta vừa dặm người ta vừa ấy á, đâm nhẹ thôi. Cái phần này đâm nhẹ thôi nha mọi người. Đâm nhẹ thôi chứ đâm nhiều quá nó nát cái này là không được. Đâm cho nó thấm thôi. Đâm vừa tròn. Xong mình sẽ bắt đầu mới bỏ cái Thái vô, bỏ cái chai mắm Thái này nè, mắm Thái này mua trên TikTok luôn, đổ vô. Đổ vô đi, xong bắt đầu làm chanh vô nữa. Chanh thì mình ăn khoảng, mình còn như mình ăn hết, mình còn 4 cái, mình ăn hết 4 cái ha. Thì mình bỏ đậu đũa. Bữa trước là mình đang ăn đậu đũa với bạch tuộc. Còn hôm nay thì mình ăn đậu rồng với ốc bu. Bỏ vô.
rồng non non xíu. Đậu rồng này em mình nó lượng hơi hơi kiểu hơi nó xìu xuống rồi nè, nó xìu xong rồi còn nhiều mình bỏ vô hết luôn. Là khoảng nửa trái xoài thôi nha, nửa trái xoài với nửa trái đu đủ, nửa trái xoài to, còn xoài nhỏ thì nguyên trái. Mình tiếp chanh vô. Mình thì mình thích ăn đu đủ, đu đủ nhiều. Đó, đã chảy nước miếng rồi đó. Tới đây là đã chảy ngay cái mùi, đã chảy nước miếng rồi đó. Okay, bỏ ngò rí vô. Mình phải có ngò rí nữa mới thơm này. Mình thích ăn ngò rí nhiều nên sẽ bỏ nhiều ngò rí. Ngò rí thì được. Này. Ăn nhiều múc ra nhiều người. Mọi người có chặt cà chua bi nữa thì bỏ vô, cà chua bi cũng ngon. Ăn cho nó đẹp da. Mình lấy có cà chua to. Rồi mình cắt như vậy, nên mình cắt ra bỏ vô. Ăn tỏi với ốc nha. Ốc thì bằng lấy sẵn cũng được, không lấy sẵn thì muốn ăn nhanh thì lấy sẵn, nhưng mà phải bỏ cái phần phân này đi, cái phần này đi. Ui nó như là con dung nỉu lẻn. Trời ơi, ốc này là phải kiểm tra kỹ nha, nó như một cái dạng dung quá. Trời ơi, ốc này phải kiểm tra kỹ chứ không ăn trúng dung là chết luôn á. Mình sẽ ăn kèm chung với ốc. Sẽ rất cay nha mọi người. Cay lắm luôn. Món này mình nghĩ là ăn với bạch tuộc ngon hơn. Cay thơm mùi này ngon hơn mùi mắm của mình này. Có mà ăn ngon hơn mà tại mình thích ăn cái mùi mắm này hơn. Cái bình thường mắm này nó lạ, chỉ là mình thích cái mùi vị của cái mắm này hơn. Nè, thấy cái con nó giật mình chưa? Mình phải coi kỹ rồi. Kỹ xíu. Mình làm đỡ cay hơn hồi trước. Hồi trước mình làm được 20 cái ớt. Cây xế hồng. Mình đỡ cây hơn. Lâu lâu mình mới làm một cái clip như vậy thôi.
mình không có chuyên làm YouTube. Tao đâu có muốn gì ngon. Mình nhìn như rảnh lắm. Ấm mới làm. Mới làm cái món nào mình thích dữ lắm mình mới làm kênh lên, làm bỏ lên kênh YouTube. Sau này mình sẽ dự định là làm một cái quay nhiều hơn, nhưng mà chắc còn lâu lắm, phải năm hơn. Tại vì chồng mình đang làm bảo lãnh cho mình nè, cũng mới nộp hồ sơ rồi sang Canada định cư. Thì khi nào mà dạng như là thấy mọi người kiểu ở Việt Nam mà muốn sang Canada á, muốn hỏi gì thắc mắc gì á, thì lúc đó mình sẽ trả lời mọi người. Với lại á, sang Canada mà có chồng mình nữa, mình rảnh á, mình sẽ làm về, mình sẽ làm nhiều video nói về cuộc sống ở bên Canada nè, rồi cách để làm hồ sơ định cư sang Canada nè, nói chung là cuộc sống hàng ngày của mình có cái gì chứ mà cần chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ mọi người. Còn mọi người mà dạng như thắc mắc cái gì về bên Canada, lúc đó mình qua đó sống rồi á, mọi người thắc mắc cái gì á thì mọi người cứ hỏi mình, rồi mình hỏi chồng của mình, xong rồi mình nói cho mọi người biết về cuộc sống của bạn, có nên về cuộc sống của bạn có nên qua bệnh sinh sống hay không, hay là sống ở Việt Nam hay bệnh tốt hơn đó. Mình phải qua bệnh trải nghiệm rồi xong rồi mình mới biết được là cái nào tốt hơn. Nhưng mà chắc cũng còn lâu lắm, mình mới làm cái kênh đó. Khi nào làm thì nói chung mọi người lên trên mạng kiếm về cuộc sống Canada này kia thì chắc con cũng sẽ thấy à. Khi mọi người làm ăn với bà Tụng ốc này thì cũng được thôi, cũng ngon bằng bà Tụng. Mình ăn bao nhiêu thôi, tại vì mình ăn cơm rồi thèm làm miếng ăn rồi ngon rồi ăn. Mình rảnh á, mình sẽ làm thích hợp cho mọi người ha. Ok, phần còn lại mình sẽ bỏ tủ lạnh mang tiếp. Tạm biệt mọi người nha.